Facebook đã chính thức ra thông báo về việc thu thêm 5% thuế từ các nhà quảng cáo tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Cụ thể là việc thu thêm 5% thuế VAT sẽ được áp dụng cho mọi quảng cáo trên nền tảng, không phân biệt tài khoản cá nhân hoặc là doanh nghiệp. Việc này Facebook đã triển khai tại nhiều nước trên thế giới. Trước đó không lâu, Facebook cũng đã thu thêm phí chuyển đổi ngoại tệ từ 1 đến 3% cho các giao dịch bằng Việt Nam đồng.